Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ là ngày 5 tây tháng 2 Ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày Chủ nhật ngày 6 tây tháng 2 rồi Thì chúng ta hôm nay lại trở lại và trước hết thường muốn nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi đó Thì bây giờ còn khoảng là 2 tiếng 13 phút nữa thì chỉ số này mới cập nhật Nhưng mà cho đến thời điểm là tối ngày hôm qua thì các bạn đã thấy được là thị trường đã đỡ sợ hơn Tuy là chúng ta đã nằm ở trong cái dùng nó vẫn là cái dùng sợ hãi nhưng mà không phải là cực kỳ sợ hãi các bạn thấy chỉ số này đó bây giờ là 33 thì chúng ta đã thấy được là cái chỉ số này đó thì zoom cho ra để các bạn thấy rõ hơn thì cái chỉ số này đó các bạn đã thấy là một ngày trước đó là 20 rất là sợ hãi các bạn đã thấy được là khoảng chừng là một hai tuần trước đó chỉ số này có thể xuống dưới con số 10 thì chúng ta đã thấy được là thị trường bây giờ đã đỡ sợ hơn nhưng mà vẫn tiếp tục nằm trong cái vùng gọi là sợ hãi và khi chúng ta chuyển qua để mình nhìn vào tài liệu tương tự liên quan đến thị trường tài chính nói chung đó thì chứng khoán thì các bạn thấy được chỉ số này bây giờ ở mức là 35 thì cũng tương đương Qua được khúc tù hiện bây giờ vẫn tiếp tục nằm trong cái vùng là sợ hãi nhưng mà nói chung đó thì đã đỡ sợ hơn so với khoảng chừng là một tuần trước đây về thị trường chứng khoán các bạn cũng đã biết là những cái công ty đó khi mà chúng ta thấy là khai báo thu nhập đó thì sau khi mà công ty Amazon và công ty Snapchat đó, khi mà họ thay báo thu nhập của quý 4 đó và những gì sẽ xảy ra trong quý 1 thì thị trường tài chính nó đã đỡ hơn và chứng khoán cuối cùng cũng đã kết thúc một tuần với màu xanh và không chỉ riêng chứng khoán mà các bạn thấy được là crypto cũng như vậy khi mà chúng ta nhìn vào thị trường Bitcoin đây thì nghĩ là các bạn đã thấy là mỗi lần mà giá cái đi xuống đó thì nhiều bạn lại cảm thấy rất là lo sợ. Các bạn thấy là mỗi lần mà giá đi xuống tới mức là khoảng chừng 35.000, 33.000 thì sẽ có nhiều người đứng lên nói là giá sẽ xuống tới 30.000 thậm chí là 25.000. Nhưng mà khi mà giá tăng chỉ lên một chút thôi, như là bây giờ là ở mức là 41.600 thì mọi người nói bây giờ chúng ta sẽ go moon, đi thẳng thêm 100.000 đô. Cái tâm lý của những người trong thị trường này đó rất là thay đổi nhanh chóng. Nhưng mà các bạn thấy là dù sao đi nữa đó, cái điều khiến cho nhiều người đó đã lạc quan hơn đó chính là cái đợt hôm ngày hôm qua đẩy giá của BTC từ mức từ khoảng 36, 37 000 đẩy lên tới mức hiện tại đó là khoảng 41.690 sau khi mà đẩy lên tới cái mức là 41.000 các bạn thấy được là đã đi hàng ngang mỗi một thanh này đó là một giờ thì các bạn đã thấy được tiếp tục là dấu hiệu đi hàng ngang là không có dấu hiệu là đi ngược trở xuống cho nên điều này đã làm cho nhiều bạn lạc quan hơn đây cũng có thể giải thích được tại sao mà cái chỉ số tham lam và sợ hãi nó đã đỡ hơn và chúng ta nhìn chung đó thị trường crypto không chỉ riêng là chúng ta nói tới bitcoin thì rất là xanh các bạn thấy được đã rất lâu rồi chúng ta mới thấy một màu xanh như vậy những cái mà màu đỏ đó chỉ là những đồng ổn định mà thôi các bạn thấy là USDC, USDT, DAI hay là USDT thì các bạn thấy là nó chỉ thay đổi với nhau à, với cái con số là trừ 0.01 hay là trở lại số 0 mà thôi thì nó đi lên đi xuống thì cũng bình thường các bạn thấy được là hầu như thị trường này đó tất cả đều là màu xanh và màu xanh rất là đậm khi mà chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin đó thì trong vòng 24 giờ qua đó tăng khoảng chừng là 3% Ethereum cũng tương tự Uh, Binance Coin thì các bạn thấy đã tăng 4,7%, Cardano đó thì tăng 1,5%, Solana tăng 3,5%, XRP đó thì tăng gần như 5%, Polkadot tăng 6,5%. Theo Luna cũng tương tự Nhờ các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái cột 7 ngày đó một tuần qua Thì cũng rất là đáng kể các bạn thấy là những đồng như là Solana đã hồi phục lại 25% Trong vòng 7 ngày qua Ethereum hồi phục lại gần như là 19% trong vòng 7 ngày qua Và BTC thì tăng hơn 10% trong vòng một tuần qua Thì đây là một tuần mà coi như đó cũng đã tốt rồi so với những gì chúng ta đã chứng kiến cái sự lo ngại liên quan tới Fed tăng lãi suất của những tuần trước đó. Một điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta cũng đã hiểu thường chia sẻ rất nhiều về cái việc đó, tại sao mà thị trường chứng khoán lại à, lo sợ có một đỏ xảy ra khi mà chúng ta nghe nói tới fed có thể tăng lãi suất tại vì chúng ta cũng đã biết cái sự ảnh hưởng rồi khi mà fed tăng lãi suất đó có nghĩa là fed đang siết chặt nguồn tiền trở lại khiến cho là vay mượn với cái à, mức cao hơn khiến cho là chúng ta thấy được là ảnh hưởng đến cái thu nhập của những công ty khiến cho cổ phiếu màu đỏ thì những chuyện này chúng ta cũng đã biết rồi nhưng mà đối với một người mà chỉ quan tâm đến thị trường crypto đó và đương nhiên chúng ta sẽ lấy bitcoin đó chính là cái xu hướng chung của thị trường này thì các bạn có thực sự là cần quan tâm hay là không thì uh, Miles J Creative ở trên Twitter đó có đăng một cái bài thuyết hồi sáng này thường đọc đó thì uh, Miles nói là chúng ta nên nhớ là Bitcoin đã tăng 450% năm 2017 sau khi mà Fed có nghĩa là cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ đó đã siết chặt nguồn tiền trở lại thì uh, điều mà Miles nói đây đó là chúng ta có thể là đã uh, làm quá rồi tại vì Fed tăng lãi suất đó thực sự mà nói là đối với BTC năm 2017 lúc đó giá vẫn tăng là 450% sau khi mà lãi suất đã được tăng thì thường trở lại đó xem coi thời điểm đó là khi nào thì các bạn thấy được đây là một bài thường tìm được À, hồi năm 2017 hồi tháng 3 ngày 15 tây thì bài này đó là đến từ CNN Business nói là Fed tăng lãi suất và chúng ta thấy được là có thể có thêm những đợt tăng trưởng lãi suất trong năm 2017 và bên dưới này để đó là Fed đã tăng lãi suất 0,25% ngày thứ tư lúc mà cái bài báo này đăng năm 2017 thì đây là lần thứ ba mà Fed đã tăng lãi suất các bạn thấy được là từ lúc mà chúng ta có cái khủng quản tài chính năm 2008 Đây là lần thứ ba phép tăng lãi suất rồi Và thời điểm này đó Là cái mức giá lãi suất của Fed đó, ngắn hạn là 0,75 cho đến 1%. Các bạn nên nhớ nó mức giá bây giờ là 0% mà chúng ta nói tới Fed tăng lãi suất lần một có thể là tăng 0,25 hay là 0,5. Và chúng ta thấy được là thời điểm tháng 3 này năm 2017 đó đọc Fed đã tăng lãi suất và lãi suất đã ở cái mức cao hơn bây giờ rồi. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là năm 2017 đó giá của BTC là như thế nào, không những là không giảm mà còn tăng rất là mạnh. Bắt đầu từ đầu năm đó là dưới 1.000 đô và kết thúc năm 2017 đó là gần như là 20.000 đô. Đó chính là cái đợt ra của năm 2017 Cho nên điều mà Miles xuống nói được Chúng ta có thể là đã làm quá cái vấn đề này rồi Chúng ta có thể là nhìn lại năm 2017 Cái sự ảnh hưởng đối với Fed tăng lãi suất Có thể là không mạnh như là mọi người nghĩ đâu Thậm chí là trong thời điểm mà Fed tăng lãi suất Giá của BTC vẫn tăng Và điều này chỉ xảy ra cái tay đã có 4 năm mà thôi Chúng ta nói tới ra cái chu kỳ đó thì có một bài bỏ phiếu mà nhiều bạn cũng hỏi thường là là một bài bỏ phiếu trở lại đó chính là bài bỏ phiếu liên quan tới chu kỳ tâm lý thị trường thì những mà nào mà theo kênh này một thời gian thì cũng đã biết thường thường hay nói về cái chu kỳ tâm lý thị trường nhưng mà để giải thích đơn giản và nhanh chóng nhưng mà nào mà mới vừa tham gia kênh á cái thị trường nào cũng đi theo một chu kỳ tâm lý hết và đây là cái chu kỳ tâm lý đến từ thị trường chứng khoán nhưng mà chúng ta cũng có thể áp dụng được trong thị trường crypto này ý nói đây đó là chúng ta thấy là một cái đợt tăng trưởng đó và một cái đợt giảm thì chúng ta có những cái tâm lý như thế nào thì bất cứ một cái đợt tăng trưởng nào chúng ta cũng bắt đầu từ cái suy nghĩ là hoài nghi không biết là đợt này tăng giá có thật hay là không hay là chỉ là một đợt tăng giá giả để mà uh, trap chúng ta để mà giữ chúng ta lại ở những mức cao rồi tới đó là tới hy vọng rồi tới lạc quan rồi tới niềm tin rồi tới phấn khích rồi tới hưng phấn đây là đỉnh của một cái chu kỳ sau đó giá cả sẽ từ đi xuống chúng ta sẽ bắt đầu có những cảm giác như là kiêu căng rồi tới lo ngại, rồi tới phủ nhận, hoảng loạn, đầu hàng, phẫn nộ, chán nản, rồi chúng ta bắt đầu thêm một cái chu kỳ mới, bắt đầu từ cái sự hoài nghi. Thì khi thường để bài bỏ phiếu này đó thì các bạn thấy được là hôm nay cũng chưa nhiều bạn bỏ phiếu lắm, chỉ có là 191 bạn bỏ phiếu mà thôi. Nhưng mà với cái số lượng người bỏ phiếu các bạn thấy được là phần lớn bây giờ mọi người nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong cái vùng gọi là hoài nghi. Bây giờ các bạn cũng đã nhớ đó là bất cứ một chu kỳ nào bắt đầu là từ hoài nghi. Không biết lần tăng giá này đã có giống như những đợt tăng giá khác sẽ không thành công hay là không? Hay là đây thực sự là đợt tăng giá thực sự? Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment. À, ở bên dưới cũng như là các bạn có thể tham gia bỏ phiếu Thuận sẽ nhớ để cái link này ở dưới video để các bạn tham gia bỏ phiếu nhưng mà hôm nay Thuận muốn chuyển trở lại để mà nói tới một cái vấn đề khác liên quan đến thị trường tài chính nói chung và chúng ta sẽ nói tới là suy thoái tài chính tại vì chúng ta cũng đã nói tới cái sự ảnh hưởng uh, liên quan tới phép tăng lãi suất đã nhiều rồi hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài khác mà thường nghĩ là nhiều bạn sẽ quan tâm đến cũng như là trong thời gian tới đây các bạn có thể nghe nhiều người nói đến cho nên Thuận muốn chia sẻ thông tin này ngày hôm nay để cho khi mà các bạn nghe nhiều khi người ta nói tới cái vấn đề liên quan tới là cái đường công lợi tức đảo ngược là gì thì các bạn cũng hiểu ít ra chúng ta cũng đã nắm được là họ muốn nói về vấn đề gì cái vấn đề ở đây đó là tại sao mà rất khó để cho bất cứ một người nào có thể là phán đoán được khi nào chúng ta mới có một cái đợt suy thoái tài chính. Tại vì các bạn đã nhớ đó, sau năm 2008 đó thì đợt mà suy thoái tài chính đó thực sự mà không mấy ai có thể đoán được và chúng ta thấy được là sau đó nó những năm như là năm 2014, 15, 16, 17, 18, 19 mãi tới bây giờ thì năm nào chúng ta cũng có những cái nhà kinh tế học đứng ra nói là bây giờ đó năm nay sẽ là suy thoái tài chính chúng ta sẽ thấy một cái đợt giảm giá mạnh trong thị trường và chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính nhưng mà cuối cùng cũng không xảy ra cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra. Có nhiều người đó thì họ nói là thực ra đã xảy ra rồi, đó chính là cái đợt mà giảm giá mạnh hồi tháng 3 của năm 2020 khi mà dịch bệnh bùng nổ ở Hoa Kỳ nhưng mà nhiều người thì nói là cái đó cũng không hẳn là một suy thái đâu tại vì nó tới rất nhanh và cũng đi rất là nhanh tại sao mà chúng ta rất khó đoán được là khi nào có suy thoái tài chính tại vì các bạn thấy được là cái định nghĩa của một cái đợt mà suy thoái tài chính đó đó chính là khi mà tổng sản lượng quốc nội GDP giảm liên tục hai cái kỳ có nghĩa là giảm liên tục là 6 tháng hai cái quý thì chúng ta thấy được là chúng ta chỉ nhận ra khi mà chúng ta đã nằm ở trong một cái đợt suy thoái tài chính khi mà chúng ta đã quá muộn rồi, đã 6 tháng rồi, chúng ta mới nhận ra được điều đó. Cho nên khi chúng ta nhìn cái định nghĩa thì rất dễ dàng hiểu được tại sao mà rất khó những nhà kinh tế học nào có thể đoán được chúng ta có đang nằm trong một cái đợt suy thoái tài chính hay là không. Tại vì khi mà nhận ra được chúng ta đã 6 tháng trễ rồi, tại vì định nghĩa là cái GDP phải giảm liên tục là hai quý cũng như là những bạn nào mà thích phân tích kỹ thuật đó các bạn cũng đã biết là những cái hiện tượng như chúng ta hay nói tới death cross hay là giao cắt tử thần hay là uh, giao cắt vàng golden cross thì khi chúng ta nhận ra được đó là chúng ta đã quá quá trễ rồi tại vì các bạn thấy được là giá cả đã chạy một thời gian theo một xu hướng nào đó rồi điều đó mới xảy ra cái death cross cái giao cắt tử thần mới xảy ra cho nên thực ra ngược lại nhiều khi chúng ta thấy được là giao cắt cửa thần xảy ra đó ở trong cái phân tích kỹ thuật đó thì uh, giá cả nó lại hồi phục trở lại chứ không phải là tiếp tục đi xuống thì chúng ta thấy được là cái định nghĩa liên quan đến suy thoái tài chính cũng như vậy khi mà chúng ta nhận ra được đã quá trễ cho nên vì lý do đó rất khó ai có thể nhận ra được nhưng mà có một cái yếu tố mà sẽ có rất nhiều người nói đến trong thời gian tới đây đó chính là cái yếu tố liên quan tới lợi tức à, của hoa kỳ và chúng ta sẽ nói tới một hiện tượng đó chính là đường cong lợi tức đảo ngược thì để thuần giải thích một cách đơn giản nhất cho các bạn hiểu thì chúng sẽ tóm tắt lại tại vì nếu như muốn hiểu được đó là cái hiện tượng này thì chúng ta phải hiểu được thứ nhất là liên quan đến cái trái phiếu là gì thứ nhì nữa chúng ta phải hiểu được đó là cái sự lên xuống của trái phiếu giá cả cũng như là cái sự ảnh hưởng đối với cái phần trăm lợi tức ra sao thì để hiểu đơn giản đó để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn đây đó gọi là một cái đường lợi tức bình thường thì tại sao đây gọi là một cái đường lợi tức bình thường để thường giúp cho các bạn bên dưới này đó là cái thời điểm đó mà chúng ta gọi là chúng ta cho mượn bao nhiêu lâu và bên trên này đó là chúng ta thấy được cái đường này đó là các bạn có phần trăm lời bao nhiêu thì hiểu đơn giản đó trái phiếu là một cái giấy nợ khi mà các bạn thấy được là chúng ta nghe nói tới công ty đó phát hành trái phiếu hay là chúng ta nói tới là chính phủ phát hành trái phiếu có nghĩa là chính phủ mướn bán giấy nợ cho các bạn thì các bạn lấy tiền mua giấy nợ đó chính phủ dùng tiền để mà làm những gì mà họ cần làm giống như là cứu nguyên kinh tế hay là chiến tranh hay bất cứ một vấn đề gì thì đó là trái phiếu thì khi mà chúng ta nói tới cái đường công lợi tuất đó thì nhiều người sẽ đề cập đến là công trái phiếu nghĩa là trái phiếu được đưa ra bởi chính phủ của hoa kỳ thì chúng ta thấy rất là dễ dàng hiểu được là nếu như mà các bạn cho mượn đó càng ít ngày thì cái phần trăm tiền lời các bạn sẽ lấy là càng ít các bạn cho mượn càng nhiều thì phần trăm tiền lời là càng cao như là các bạn nhìn thấy trên bản hình cho nên nếu như mà các bạn mua trái phiếu là một năm hay năm hiện hay là ba năm thì đương nhiên là cái phần trăm tiền lời các bạn có mỗi năm nó sẽ thấp nếu như các bạn cho uh, mượn dài hơn các bạn mua trái phiếu đó là 10 năm, 30 năm thì đương nhiên các bạn cần phải có cái phần trăm tiền lời cao hơn mỗi năm tại vì các bạn chấp nhận nguy hiểm cao hơn. 10 năm, 30 năm sau thì các bạn thấy đây các bạn đâu biết lúc đó tình hình như thế nào đâu. Cho nên những nhà đầu tư đó khi mà họ mua trái phiếu dài hạn thì họ cần phải có phần trăm cao để bù đắp cái nguy hiểm tại vì họ cho mượn dài hạn. Cho nên các bạn thấy được là đây là một cái đường công lợi tức bình thường càng cho mượn lâu càng mua trái phiếu dài hạn đó thì cái uh, phần trăm tiền lời càng tăng lên chứ cái bình thường hy vọng các bạn hiểu cái điều này nhưng mà khi chúng ta nói tới đó là đường công lãi suất uh, đảo ngược thì chúng ta thấy được là hiện tượng ngược lại sẽ xảy ra có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là cái uh, nợ ngắn hạn đó thì cái phần trăm tiền lời lại còn cao hơn cái nợ dài hạn như bạn sẽ nói là điều làm sao xảy ra được làm sao mà cái nợ ngắn hạn có thể có phần trăm tiền lời nhiều hơn là cái nợ dài hạn thì để thường giải thích cho bạn um, hiểu được là tại sao hiện tượng này có thể xảy ra và đang trên con đường xảy ra khiến cho nhiều người đang lo ngại hiện tại thì để hiểu được tại sao điều này có thể xảy ra thì chúng ta cần phải hiểu hai yếu tố yếu tố đầu tiên đó chính là động thái của Fed cục dự trữ liên bang con Hoa Kỳ và thứ nhì đó chính là cái yếu tố của những nhà đầu tư hiện tại Chúng ta bây giờ sẽ nói tới cái yếu tố đầu tiên đó chính là động thái của Fed Thì các bạn nên hiểu là chúng ta nói tới khá nhiều liên quan tới Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay và sẽ tăng nhiều lần Thì khi mà Fed tăng lãi suất đó thì đương nhiên công trái phiếu mà họ phát hành sau này đó của chính phủ Hoa Kỳ Thì chúng ta thấy được là những công trái phiếu đó đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái phần trăm nó sẽ tăng lên Tại vì Fed tăng lãi suất lên thì đương nhiên là cái phần trăm lãi suất khi mà chính phủ Hoa Kỳ phát hành trái phiếu cũng sẽ tăng lên Nhưng mà nhiều bạn sẽ nói được điều này cũng đâu có nói được gì đâu, tại vì khi mà chúng ta nói như vậy thì những cái trái phiếu càng dài hạn thì cái phần trăm càng tăng lên thì chúng ta vẫn tiếp tục nằm trong một cái đường cong bình thường mà thôi chứ đâu có gì phải lo ngại đâu. Nhưng mà đó là lý do tại sao chúng ta phải nói tới cái yếu tố thứ nhì, cái yếu tố thứ nhì đó là khi mà tình hình kinh tế ổn thì những nhà đầu tư đó họ sẽ không quan tâm đến công trái phiếu đâu, tại vì các bạn thấy được là thị trường đang tăng trưởng, cổ phiếu đang tăng ở out thì người bình thường họ sẽ không có lý do gì mà chôn tiền vào trong công trái phiếu để có được lợi nhuận là vài phần trăm một năm thì họ sẽ lấy số tiền đó mà họ đi đầu tư mua cổ phiếu, đầu tư bất động sản tại vì kinh tế đang tăng trưởng thì họ sẽ có lợi nhiều hơn cho nên họ không quan tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy đó mà nếu như mà những nhà đầu tư bắt đầu có cái sự lo ngại về tình hình của nền kinh tế và tài chính thì những đầu tư họ sẽ rút tiền ra từ những cái tài sản đó và họ đương nhiên sẽ không có muốn giữ nhiều tiền mặt tại vì tiền mặt sẽ bị lạm phát và mất giá cho nên có thể là nhiều đầu tư đó họ sẽ dồn tiền để mà mua những cái mà họ cho là an toàn và không có cái nợ nào trên thế giới bây giờ mà cho là an toàn hơn là chúng ta nói tới là cái nợ của Hoa Kỳ công trái phiếu của Hoa Kỳ là an toàn nhất hiện tại tại vì từ trước tới bây giờ chính Hoa Kỳ đâu có bao giờ vỡ nợ đâu và chính Hoa Kỳ lúc nào cũng trả đúng kỳ hạn và cái phần trăm tiền lời và vốn lúc nào cũng đúng hạn hết không bao giờ trễ hạn được cho nên các bạn thấy được là công trái phiếu Hoa Kỳ là một trong những loại tài sản mà người ta cho là an toàn nhất thì khi mà những nhà đầu tư đó họ đẩy tiền vào để mà mua những cái công trái phiếu đó thì các bạn sẽ thấy được đó là sẽ khiến cho là giá cả của công trái phiếu tăng lên đương nhiên các bạn thấy được là cái à, nguồn cầu đó thì tăng lên nhưng mà nguồn cung cũng như vậy thì đương nhiên khi mà chúng ta có nhiều nhà đầu tư cùng săn đón một loại tài sản thì cái loại tài sản đó giá sẽ tăng lên rất bình thường mà thôi thì khi mà các bạn thấy được là nhiều nhà đầu tư dồn tiền vào để mà mua công trái phiếu đó và họ sẽ mua công trái phiếu dài hạn đi thì sẽ dẫn đến là những công trái phiếu đó giá cả tăng lên. khi mà công trái phiếu giá cả tăng lên thì phần trăm tiền lời sẽ giảm xuống. thì để tôi giải thích cái phần này để các bạn hiểu rõ hơn, hiểu đơn giản đi. các bạn mua công trái phiếu là 10.000 đô đi, 10.000 đô công trái phiếu thì cái phần trăm tiền lời các bạn đó mỗi một năm là hiểu đơn giản là 10% đi, một năm các bạn lời 1.000 đô và cho đến khi nào mà công trái phiếu đó hết hạn mà thôi thì khi mà nhiều người cùng săn đón cái công trái phiếu đó đó dẫn đến là cái giá bây giờ không phải là 10.000 nữa mà cái giá bây giờ đó là 10.000 thành 20.000 thì trước đây các bạn thấy được các bạn đó là mua công trái phiếu đó 10.000 đô mỗi tháng lợi ngàn đô thì các bạn có lời là 10%. Nhưng mà bây giờ cái công trái phiếu đó đã tăng lên tới 20.000 đô thì các bạn bị lời bao nhiêu? Thì bây giờ các bạn có phần lời đó là chỉ là 5% mà thôi. Các bạn thấy được là khi mà giá cả tăng lên thì cái phần trăm lợi nhuận nó sẽ đi xuống đó là cái sự uh, ảnh hưởng của khi giá cả tăng lên sẽ ngược lại với lại khi mà chúng ta thấy được là cái phần trăm lợi nó sẽ đi ngược xu hướng là xuống giá cả tăng phần tiền lợi đi xuống khi vọng là các bạn hiểu cái phần này thì sẽ dẫn đến hiện tượng gì sẽ dẫn đến là fed cứ tăng lãi suất và tăng lãi suất trong thời gian ngắn hạn này thì các bạn thấy được là fed làm ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn dẫn đến là lãi suất ngân hàng tăng lên nhưng mà ngược lại những nhà đầu tư đó khi mà họ cảm thấy bất ổn thì họ sẽ bán tài sản của mình đi mua công trái phiếu dẫn đến giá công trái phiếu tăng lên dẫn đến là cái phần trăm lợi nhuận giảm xuống khiến cho chúng ta có hiện tượng hoàn toàn ngược lại ngắn hạn thì cái phần trăm tiền lời nó lại cao nhưng mà dài hạn phần trăm tiền lời nó lại thấp và thường người ta dùng đó là người ta dùng cái cách đo lượng là cái công trái phiếu 2 năm so với công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ để đo lường coi coi là hiện bây giờ đó chúng ta đang nằm trong một cái loại mô hình đường công lợi tức như thế nào thì bây giờ các bạn đã hiểu được cái sự khác biệt giữa là một cái thị trường đang ổn đang tốt đó chính là cái cách nhìn như vậy nếu như thị trường mà không tốt đó chúng ta sẽ thấy được là cái đường công nó sẽ bị đảo ngược trở lại và lãi tức của những cái công trái phiếu ngắn hạn sẽ cao hơn là lợi tức của những công trái phiếu dài hạn. Đây là một cái phần rất là quan trọng để các bạn hiểu được là tại sao mà nhiều người lại quan tâm đến. Kế tiếp đó, thường sẽ chia sẻ với các bạn là các bạn thấy được là khi chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra đó là chúng ta nhìn vào trên màn hình đi. Đây là một cái bài được chia sẻ bởi Fed ở San Francisco. Thì đây là một cái bài chia sẻ hồi năm 2018 cái tay cũng là 4 năm rồi. Nhưng mà chúng ta thấy được đó là cái màn hình này đó cái đường màu xanh dương này đó là đại diện cho thời điểm này đó thì cái đường không là tức như thế nào các bạn có thể hiểu đơn giản đó cái đường số 0 này nếu như mà cái đường màu xanh này đó nằm phía dưới số 0 có nghĩa là chúng ta đang nằm ở trong cái tình hình là đường công lợi tức đảo ngược khi mà chúng ta nằm trên số 0 có nghĩa là lợi tức bình thường chúng ta thấy được là những cái mà thanh màu xám này đó là đại diện cho những cái đợt mà suy thoái tài chính của những năm trước đó và đi ngược trở về từ năm 1955 cho đến thời điểm năm 2018 thì các bạn thấy được gì? Mỗi một lần mà chúng ta thấy là cây đường công lợi tức đảo ngược xảy ra, nghĩa là cái đường màu xanh này nằm dưới con số 0 thì chúng ta thấy là sau đó đó trong vòng 2 năm đã xảy ra một cây đợt suy thoái tài chính. Đợt này cũng vậy, đợt này cũng vậy, đợt này cũng vậy, đợt, đợt này cũng gì? Đây là những cái hiện tượng đã xảy ra trước đây và là một trong những cái thước đo mà rất nhiều những nhà đầu tư quan tâm đến cho nên mỗi lần mà chúng ta thấy hiện tượng mà đảo ngược xảy ra đó thì người ta rất là lo lắng, tại vì trước đây là sự cho thấy được là từ năm 1955 cho đến bây giờ khi mà điều đó xảy ra đó thì khả năng rất là cao là suy thoái tài chính sắp tới. Bây giờ thì như thế nào? Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ mà được update mới nhất đi, thì chúng ta đã thấy được là cái đợt gần đây nhất đó là năm 2019, à, cái đường công lợi tốt đó thì đã chuyển qua âm có nghĩa là chuyển qua đảo ngược một thời gian ngắn mà thôi thì nhiều người cho là sau đó chúng ta đã thấy là cái đợt suy thoái xảy ra vào năm 2020 nhưng mà sau đó thì lợi tức nó đã trở lại bình thường nhưng mà ngược lại các bạn thấy bắt đầu từ tháng tư năm 2011 thì cái đường màu xanh này có hiện tượng gì có hiện tượng là lại đi ngược trở xuống thì nhiều người lo là cứ tiếp tục như vậy đó nếu như mà Fed tăng lãi suất và những nhà đầu tư lại tiếp tục lo sợ về tình hình của tài chính sẽ dẫn đến là cây đường màu xanh này sẽ nhanh chóng đi trở xuống và lại đi đụng vào cái đường màu đỏ này và đi vào đường con số âm có nghĩa là chúng ta sẽ có cái hiện tượng là đường cong là tức đảo ngược cái mà mọi người không muốn thấy tại vì các bạn thấy được trước đây đã có nhiều lần khi đó xảy ra đó thì cái đường màu xám xuất hiện có nghĩa là suy thoái tài chính xuất hiện thì đương nhiên đây chỉ là một trong những cái À, dấu hiệu mà nhiều người quan tâm đến mà thôi đây là một dấu hiệu đó mà từ À, năm 1976 đó trên biểu đồ này đó thì đã có thể đoán đúng được 7 lần mà có cái hiện tượng liên quan tới suy thoái tài chính xảy ra. Tại vì các bạn thấy chúng ta nếu như mà dùng định nghĩa chính thức đó thì khi mà suy thoái tài chính xảy ra 6 tháng sau chúng ta mới biết. Cho nên những nhà kinh tế đó thì họ dùng cái tài liệu này để phán đoán coi chúng ta sắp sửa có một cái suy thoái tài chính hay là không. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu nghe nói tới rất là nhiều khi mà phép tăng lãi suất mà những nhà đầu tư đó lại tiếp tục lo ngại và lại tiếp tục đó bán tài sản của mình và đi mua công trái phiếu thì sẽ nhanh chóng khiến cho hiện tượng này xảy ra. Nhưng mà các bạn thấy được là không phải lúc nào cũng như vậy. Khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì cũng đã có một số đợt khi mà đường công lợi tức đảo ngược xảy ra đó thì chúng ta lại không có ngay lập tức một cái đợt suy thoái tài chính. Các bạn thấy được là Điều này đó đã xảy ra, được thường xuyên vào các bạn thấy được là năm 1998. Điều này đã xảy ra, các bạn thấy được trong thời gian rất là ngắn đó, thì cái hiện tượng đường cong lợi tức đã xảy ra. Nhưng mà chúng ta lại không thấy có khủng hoảng tài chính mãi cho đến là năm 2000. Lúc đó là bong bóng dot com Thì tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta có hiện tượng này xảy ra đó Thì cũng có một số điều có thể cứu vãn được tình hình Giống như là trong thời điểm năm 1998 đó thì lúc đó Fed đã nhanh chóng giảm lãi suất và sau đó các bạn thấy được là thị trường đã tăng trở lại. Những nhà đầu tư đó đã bắt đầu là đổ tiền vào những loại tài sản khác như là bất động sản, như là chứng khoán khiến cho thị trường đã ổn định trở lại. Nhưng mà điều này đó các bạn thấy được nhiều người nói là đã, đã gián tiếp dẫn đến là tiền uh, có thể mượn được với giá quá rẻ khiến cho là khủng hoảng xảy ra vào năm 2000. Cho nên nó không phải lúc nào khi chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra thì sau đó cũng có khủng hoảng tài chính. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái điểm mà rất được quan tâm đến và thường muốn chia sẻ trong video này để các bạn nắm được hơn khi mà người ta nói tới cái hiện tượng này các bạn có thể là hiểu được là người ta đang nói về những gì các bạn có thắc mắc gì hay là các bạn có câu hỏi gì thì hãy để lại comment bên dưới nếu Thuận có thể trả lời được thì Thuận sẽ cố gắng trả lời trong video kế tiếp. Nhưng mà các bạn thấy được là ngay cả công ty Credit Suisse thì cũng đã đưa ra một cái bài. Bài này đó là họ đưa ra cách đây 3 ngày. Họ nói là có thể là đợt này đó, nếu như mà chúng ta à, thấy cái hiện tượng là đường công lợi tức đảo ngược xảy ra thì cũng có thể đó là một cái tín hiệu lầm mà thôi. Tại vì sao? Tại vì Credit Suisse nói đó chúng ta cần nên hiểu. Thế bây giờ rất khác đối với lại năm 1998, đối với lại năm 2008, đối với những cái đợt mà khung quản tài chính trước đây. Tại vì chúng ta vừa trải qua một cái đợt đại dịch, và hiện bây giờ là chúng ta thấy được là đại dịch đã dẫn đến rất là nhiều yếu tố một trong những cái yếu tố mà rất khác biệt so với trước đây đó chính là khi mà chúng ta thấy đại dịch xảy ra đó tiền được đưa đến từ chính phủ trung ương thì chúng ta đã thấy đó là hiện bây giờ những cái công ty đó họ đang nắm giữ rất nhiều tiền mặt và cái chuẩn đoán này đó là chuẩn đoán hồi tháng 7 cái nghĩa là cái đây khoảng chừng 6 tháng thì cái bài viết này đó của Reuters nói là chuẩn đoán là những công ty đó hiện bây giờ đang lưu trữ tiền mặt đó trong công ty tổng cộng là khoảng chừng là 2.000 tỷ đô la. Công ty đang nắm giữ rất nhiều tiền mặt cách đây 6 tháng. Và thêm vào đó nữa đó là những người Hoa Kỳ bây giờ đó là họ có tiền mặt trong ngân hàng nhiều hơn bao giờ hết. Các bạn thấy được là chứng đoán đó, đây là cái bài viết từ Wall Street Journal. Và cái bài viết này đó là được chia sẻ để thường xem coi là cái nhà chia sẻ là ngày 23 tỷ tháng 9 thì chúng ta thấy được là cái số lượng tiền ở trong ngân hàng của người Hoa Kỳ đó sau khi mà đại dịch xảy ra thì chúng ta thấy đó là khoảng chừng là 16,5 nghìn tỷ đô la hiện bây giờ chừng đó hồi tháng 9. Thì cái mà thường muốn chia sẻ đây đó cũng giống như là Credit Suisse đã nói là bây giờ không giống như là trước kia. Bây giờ thứ nhất đó là cái hiện tượng mà đường công đảo ngược của lời tức vẫn chưa có xảy ra Thứ nhì nữa đó là chưa có xảy ra đi nữa Chúng ta hiện bây giờ đang thấy những công ty cũng như là người Hoa Kỳ đó đang lưu trữ rất nhiều tiền mặt Thì tình hình nó đã khác rồi Có thể là nếu như xảy ra thì cũng là một cái tín hiệu nhầm mà thôi ở thời điểm hiện tại đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây thì các bạn nghĩ như nào các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này đó nếu như các bạn hỏi Thuận là Thuận có nghĩ là sẽ có một cái suy thoái tài chính hay là không thì Thuận có thể chia sẻ với các bạn đó Thuận đã từng trải qua cái đợt suy thoái tài chính của năm 2008 rồi và Thuận có thể chia sẻ với các bạn là cái tâm lý chung đó của những người ở trên phố wall đó là không có lo sợ thời điểm đó các bạn thấy được là chỉ khi nào đã quá trễ họ mới lo sợ chưa có lần nào mà thường cảm thấy được là những nhà đầu tư đó họ lo sợ suy thoái rồi sau đó suy thoái xảy ra thường thấy được là phần lớn suy thoái đi đến cái thời điểm mà nhiều người là không ngờ được cho nên mới dẫn đến cái sự ảnh hưởng lớn như vậy Chứ nếu như mà ai cũng nghĩ là có suy thoái tài chính Ai cũng tự thủ, ai cũng bán cổ phiếu của mình Thì thường nghĩ là khi mà suy thoái xảy ra Thì nó đâu có gọi là suy thoái tài chính nữa Đó là điều mình thường muốn chia sẻ ở đây Và nhất là năm nay đó là năm bầu cử giữa nhiệm kỳ Thì các bạn cũng nên hiểu là yếu tố quan trọng nhất đối với Thuận Đối với nhà đầu tư Đó chính là kinh tế, việc làm như thế nào bất cứ đó là một cái người lập pháp nào mà đứng ra ứng cử trở lại để mà giữ chức vụ của mình ở thượng viện hay hạ viện đó thì cũng muốn là nền kinh tế tốt hết và khi mà kinh tế không tốt người dân mất công an việc làm thì những người mà đứng đầu lập pháp sẽ bị thay đổi và bất cứ một tổng thống nào cũng muốn đứng trước dân chúng hàng năm nói là trong thời điểm tôi làm tổng thống thì tình hình kinh tế tốt như thế nào, mọi người có công việc làm như thế nào. Cho nên nghĩ năm nay là một năm mà nếu nói là có thể có suy thoái chiến xảy ra, tôi nghĩ là khả năng này đối thuận là không có cao. Dựa theo nhiều bình thường mới vừa chia sẻ với các bạn. Thì đây là cái thông điệp chính trong video ngày hôm nay. Cũng có một số những tài liệu liên quan tới crypto thường cũng sẽ nói qua với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin98 Wallet Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain cũng như là đa chuỗi đó Giúp các bạn có thể lưu trữ coin, token trên hơn 30 blockchain khác nhau Mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 thứ nhất đó là châu dù các bạn có nghe gì đi nữa thì sự thật đó vẫn đang ở trước mắt các bạn các bạn có thể thấy được nơi mà có nhiều người đang Google tìm kiếm bịch Bitcoin nhất đó chính là El Salvador hiện tại Kế đó là Nigeria, kia đó là Georgia, Turkey và Netherlands Các bạn thấy là chưa các bạn có nghe những cái đợt biểu tình ở El Salvador như thế nào đi nữa Thì người dân ở Salvador vẫn ít nhất là đang tìm kiếm và tìm hiểu BTC Và chúng ta cũng đã nói tới những cái đợt mà biểu tình trước đây thường cũng đã chia sẻ những cái hình chụp với các bạn phần lớn là phóng đại quá mà thôi chứ thật ra có số lượng người không nhiều như vậy đâu những người mà chống đối bitcoin ở Salvador thật sự là không có nhiều tới đây đó thì thường muốn chia sẻ đó, thêm một người nữa đó chính là tỷ phú đứng thứ ba ở quốc gia Mexico thì người này là người mà chúng ta cũng đã từng nói đến rồi đó chính là Ricardo Salinas thì ông ta cũng là chủ của một ngân hàng đó thì thông tin ngày hôm nay là trong một cuộc phỏng vấn đó thì ông ta cũng đã nói là ông ta thích Bitcoin hơn là tiền mặt vì cái lý do đơn giản nhất là ông ta nói là cái số lượng tiền mặt ông ta có thì lúc nào cũng có thể bị đóng băng và tịch thu bởi chính phủ hết và đương nhiên là Bitcoin không thể rồi, các bạn có Bitcoin, các bạn không nói với ai thì làm sao người ta lấy được Cũng như là các bạn có Bitcoin mà các bạn nhớ cái khóa cá nhân mà các bạn không đưa ai thì không ai có thể thu được, không giống như là tiền mặt Tiền mặt họ có thể đi vào ngân hàng để mà kêu ngân hàng đóng băng tài khoản các bạn Và nói thêm đó, thì tỷ phú Ricardo Salinas nói đó là đương nhiên vì cái lý do duy nhất đó cũng có thể hiểu được là tại sao mà nhiều chính phủ sẽ không thích Bitcoin Rất đơn giản mà thôi, cho nên những cái mà họ sẽ chia sẻ sẽ không có phần lớn đó là sẽ không có tốt về BTC và nói thêm ở đây đó thì ông ta nói là đối với lại cái cửa hàng của ông ta đối với liên hàng của ông ta đó thì vẫn tiếp tục là ủng hộ Bitcoin và sẽ chấp nhận sau này đó là cho thanh toán Bitcoin sử dụng mạng lưới tầng 2 đó chính là Lightning Network và cái sự mà trong đấu bịt khôi bây giờ đó thì ông ta nghĩ là phần lớn tại vì mọi người thực sự không hiểu bản chất của tiền là gì. Như điều tôi đã từng chia sẻ với các bạn trước đây, tiền có những cái đặc tính như thế nào. Và đối với lời vàng đó thì ông ta nói là đối với ông ta đó vàng có một yếu điểm rất lớn, đó chính là vàng rất khó để mà di chuyển. Ông ta thích bịt khôi hơn tại vì bịt khôi là một cái tài sản mà dễ dàng di chuyển nhất. Các bạn thấy các bạn chỉ cần nhớ cái khóa cá nhân thôi. Các bạn có thể đi bất cứ nơi nào mà có thể sử dụng dịch khôi của mình, chứ đâu có cần phải đem qua à, bất cứ một cái hải quan nào đâu mà cũng không hải quan nào có thể biết được bạn có bịt khôi hết và điều thứ nhì ông ta nói tới vàng đó là vàng đó đã bị làm giá rất nhiều năm rồi nhưng mà về việc là những nhà đầu tư có nên là lưu trữ bịt khôi hay không thì ông ta nói là đối với ông ta đây là một cái mảng đầu tư dài hạn không phải dành cho những người mà chỉ thích ra vào trong thời gian là trong vòng 30 ngày rất là ngắn hạn cần phải có một cái kênh tầm nhìn dài hạn nếu như mà muốn lưu trữ BTC. Kế tiếp là một thông tin khác nữa, cũng là thông tin tốt đó chính là một công ty đó, đây là công ty mà thuận chưa bao giờ tới nhưng mà ở San Diego gọi là Everbo thì thuận thì không có ăn những cái thứ này nhưng mà công ty này là một công ty mà họ thông báo ngày hôm nay đó là họ sẽ chấp nhận lưu trữ BTC trong ngân sách của công ty. Lý do thì cũng đơn giản thôi tại vì họ nói là tiền mặt mà họ lưu trữ trong công ty đó thì à, đã bị lạm phát rất nhiều rồi, mất giá rất nhiều và trong vòng 39 năm qua đó thì rất rõ ràng là lưu trữ tiền mặt là một cái sai lầm. Cho nên bây giờ công ty này đó thì họ sẽ lưu trữ Bitcoin thay vì lưu trữ tiền mặt. Còn về việc là cửa tiệm của Everbowl đó có chấp nhận thanh toán bằng BTC hay là không đó thì họ nói là họ sẽ đi từng bước một. Sau này thì đương nhiên là không có gì không thể hết Họ có thể là cho chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin Nhưng mà bây giờ thì chưa Nhưng mà đối với tiền mặt công ty thì Họ sẽ lưu trữ Bitcoin Thay vì là họ lưu trữ tiền mặt Kế tiếp đó là một câu chuyện mà cũng rất là thú vị các bạn à, Những bài nào mà sống ở Texas Thì theo thông biết là đang đối đầu với lại một cái cơn bão đang tiến tới Thì đối với khi mà có bão đó Các bạn đã nhớ là năm ngoái Những bài nào mà sống ở Texas Nhất là những vùng như là Austin đó thì đã bị cúp điện một thời gian dài và điều này đó năm nay nó cũng có thể xảy ra nhưng mà để giảm đi cái rủi ro đó đó các bạn đã biết là gần đây có rất là nhiều những cái xưởng đào được mở ra ở Texas sau khi mà họ rời khỏi Trung Quốc hè năm ngoái thì những cái xưởng đào này đó phần lớn họ đã cùng nhau để mà thỏa thuận tắt những máy đào của mình mặc dù đã tắt máy đào của mình đó đương nhiên là họ sẽ bị lỗ mỗi một giây mỗi một phút mà họ không đào bịt hồi thì họ sẽ bị lỗ nhưng mà họ vẫn chấp nhận là bị lỗ để cho ổn định cái điện ở thác xịt để cho không có dẫn đến tình trạng là bị cúp điện thì tôi nghĩ là đây là một cái việc mà cần phải được nói đến nhiều hơn Các bạn thấy được là mỗi lần mà nói tới Bitcoin và năng lượng Thì ai cũng nói là Bitcoin đốt quá nhiều năng lượng à, Bitcoin đó là sử dụng năng lượng dơ bẩn vân vân Nhưng mà phần lớn những người nói như vậy Các bạn chỉ cần hỏi thêm thôi sẽ dễ dàng hiểu được là phần lớn mọi người thực sự là không có đọc những thông tin chính thức Làm sao các bạn biết được là Bitcoin sử dụng nhiều năng lượng bẩn Trong khi mà các bạn thấy được là những cái thông báo chính thức Đến từ những cái nơi mà điều tra đó là cái phần lớn của Bitcoin bây giờ đó là sử dụng năng lượng sạch năng lượng tái tạo và các bạn thấy được là đây là sự nghĩ một chiều các bạn nghĩ đi nếu như ta nói tới bitcoin xài quá nhiều năng lượng các bạn có biết là một năm đó năng lượng dùng để mà chạy ngân hàng là bao nhiêu năng lượng dùng để mà à, các bạn cắm đèn Noel là bao nhiêu hay là không Thì giá trị không đó là do con người quyết định Cho nên đó, đối với thường là thường người ta sẽ có những thành kiến liên quan tới Bitcoin và cái số lượng sử dụng Và các bạn nên hiểu đó là rất nhiều nơi Tại vì chúng ta có đào Bitcoin cho nên những nơi như là thác xịt thì sau này Bitcoin sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc là ổn định giá cả năng lượng điện ở thác xịt. Các bạn nên hiểu đó là điện thì tùy theo giờ nó sẽ tính cái nguồn điện là cái giá bao nhiêu và thường đó ban đêm là những thời điểm mà cái lượng điện nó giá nó rẻ nhất ban ngày nó sẽ mắc hơn đương nhiên ban ngày người ta thích thì sử dụng ban đêm người ta ngủ thì ít người sử dụng hơn nhưng mà công ty điện thì họ cũng cần phải cân bằng cái thu nhập của họ cho nên các bạn thấy được là những lúc mà ít người sử dụng thì giá rẻ nhưng mà những lúc mà nhiều sử dụng thì giá sẽ mắc hơn và người tiêu dùng thì phải trả cái giá mắc hơn tại vì họ sử dụng cái lúc mà giá mắc nhưng mà nếu chúng ta có những công ty đào đó thì những công ty nào này đó, thì họ sẽ sử dụng năng lượng những cái lúc mà giá rẻ khiến cho cân bằng lại và người dân có thể là có được cái giá điện tốt hơn tại vì những cái thợ đào nó cân bằng hy vọng các bạn hiểu cái phần này cái phần này là một phần rất là quan trọng và cũng như là nhiều cái nơi đó như thành phố khi mà họ có dư điện thì cái nguồn điện đó coi như là không có sử dụng gì được hết, coi như là uổng phí. Khi chúng ta có những cái như là đầu BTC đó thì các bạn có thể hiểu là Bitcoin là một trong những cách có thể là thay đổi cái nguồn điện đó. Các bạn có thể là chuyển nguồn điện mà không sử dụng đó thành một cái tài sản mà lưu trữ để các bạn sử dụng sau này, đó chính là Bitcoin. Cho nên nhiều người khi mà họ nói tới Bitcoin và điện đó, thì họ chỉ đọc những bài báo sơ sơ mà thôi, các bạn chỉ cần hỏi rõ ràng hơn thì các bạn sẽ hiểu được là phần lớn những người đó cũng thực sự là không hiểu gì về năng lượng điện thì thế nào, tính toán tiền điện là ra sao và tại sao Bitcoin lại cực kỳ quan trọng đối với lại điện thì chúng ta có thể hiểu được đó là Bitcoin cũng có thể là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để mà thúc đẩy năng lượng xanh, năng lượng sạch. Tại vì những người đã bị đó thì họ không muốn là sử dụng quá nhiều điện đâu cho nên lúc nào chúng ta cũng thấy là có nhiều cái máy uh, đào Bitcoin mới ra đời những cái máy mới đó sử dụng nguồn điện ít hơn, có hiệu quả cao hơn tại vì họ không có lý do gì mà muốn sử dụng nhiều điện tại vì sử dụng nhiều điện thì họ phải có nhiều chi phí để mà trả tiền điện cho nên lúc nào đó họ cũng tìm cách sử dụng năng lượng sạch chứ không phải là lúc nào họ cũng muốn xài điện uh, xài bằng điện bằng một cách là sử dụng những cái năng lượng dơ đâu cho nên rất là vô lý khi mà người ta nghĩ là những người đào bitcoin chỉ muốn là làm hại môi trường không phải là như vậy và điều kế tiếp nữa chúng ta cần phải suy nghĩ đến đó là tại vì những người đào bitcoin đó những cái thợ đào những cái xưởng đào bây giờ họ kiếm được rất nhiều tiền thì họ có tiền để mà thúc đẩy cái ngành năng lượng sạch phát triển mạnh hơn và nhanh hơn nữa Cái bạn nên nhớ đó là chúng ta nói tới internet đi các bạn có biết là tại sự Internet có phát triển nhanh như vậy hay không? Tại vì cái nhu cầu mà người ta đó à, xem phim trên mạng Và các bạn có biết là những năm như là năm 96, 97 đó à, Thì người ta thích xem phim gì trên mạng hay không? Thì à, vì lý do là nhiều đàn ông thích xem những cái phim đó Cho nên là người ta mới cần phải có những phát minh nhanh chóng Để khiến cho có thể upload à, những cái video đó để người ta xem trên mạng Các bạn thấy được là những cái phát triển đó đó Để dẫn đến chúng ta có sự phát triển mạnh về Internet sau này thì các bạn có thể hiểu đơn giản là bitcoin cũng có thể là yếu tố quan trọng khiến cho là cái năng lượng sạch sẽ phát triển mạnh hơn và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là liên quan đến cái số lượng bitcoin nạp và bỏ rút ra thì trên màn hình các bạn đây là cái thời điểm à, từ sáng tới bây giờ thì zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì mỗi thanh này là một giờ thì có thể là những bạn nào mà theo dõi cái kênh crypto coin bot thì thấy là đột ngột có nhiều BTC đẩy lên trên sàn Nhưng mà đó là cái phần vào mà thôi Khi mà thường nhìn mới đây đó, thì tính theo phần vào và phần ra Thì các bạn thấy được là cả ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục thấy là phần lớn Bitcoin được rút ra Nhiều hơn là nạp vào chứ không phải là ngược lại Đó là điều mà thường muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay Thường hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bài nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng thuận capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua liên kết thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX. Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này. Và những bên nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Nhưng mà nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi và đương nhiên Crypto khoan, ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.